Nguyên nhân nào đang giúp altcoin hồi phục? Hey, xin chào anh chị và các bạn, lại là Huy đây. Trong video ngày 27 tháng 12 này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật. Và video này sẽ có chủ đề là altcoin bắt đầu hồi phục và tâm lý của đám đông bắt đầu là lạc quan trở lại ha. Thì như anh chị và các bạn cũng đã thấy, thì sau khi mà nó đóng cây nến tuần vào sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, thì các altcoin đã bắt đầu là rục rịch tăng trở lại và nó đang hồi phục. Và nguyên nhân là do đâu và tâm lý đám đông đã bắt đầu là lạc quan trở lại hay chưa, thì trong video này mình sẽ bắt đầu đi sâu vào nhé. Thì các bạn thấy là trong 24 giờ gần đây thì có rất là nhiều các đồng altcoin đã bắt đầu nó tăng trở lại rồi, như là Mina tăng 11,8%, Theta tăng 13%, Cardena tăng 15,3% ha. Có rất là nhiều altcoin đã bắt đầu nó tăng trở lại, và nó tăng thì nó cũng có những cái nguyên nhân của nó. Và tâm lý đám đông thì các bạn thấy rằng là hiện tại thì tâm lý đang ở cái mức đó là 40 thì so với những ngày trước thì nó có cái sự là lạc quan dần dần trở lại rồi. Và theo một tháng gần đây nhất thì cái mức 40 này thì nó đang rất là sát với cái mốc 45, cũng là ở cái mức là sợ hãi ở trên thị trường ha. Tâm lý đám đông trong một tháng gần đây thì hầu hết là nó nằm ở trong cái trạng thái là sợ hãi ha các bạn. Cho nên chúng ta thấy rằng là hiện tại thì các nhà đầu tư đang rất là cẩn trọng trên thị trường chứ không có tham lam ở trên thị trường nữa ha. Bởi vì là sau cái đợt giá giảm xuống cái vùng là 43.000 đô á, thì hiện tại thì mọi nhà đầu tư cũng đang rất là cẩn trọng và đang muốn lựa chọn cái phương pháp an toàn. Giống như mình thì mình đã chọn phương pháp an toàn, đó là mình chốt 50% các cái vị thế, mặc dù là nó lãi hay lỗ gì mình cũng phải chốt ha. Vậy là an toàn là trên hết. Cái việc mà mình giữ tiền nó sẽ quan trọng hơn là cái việc mà mình kiếm tiền trong cái giai đoạn thị trường như thế này ha các bạn. Ok. Thì nhìn vào cái biểu đồ mà thị phần của Bitcoin thì chúng ta có thể thấy được là thị phần Bitcoin nó đang bắt đầu nó giảm, và cái nến tuần vừa rồi nó đóng đến một cái nến giảm ha, cái nến giảm và nó nằm ở trong cái vùng 39 cho đến 40%. Đây là cái vùng hỗ trợ trên khung thời gian tuần. Và điều này nó đang cho thấy rằng là Bitcoin đang bắt đầu là nhường lại cái thị phần cho altcoin, cho nên là dòng tiền nó đang nằm tập trung ở altcoin ha. Tuy nhiên rằng là với cái tình trạng cuối năm như hiện tại, cho nên là ai cũng có tâm lý đó là cash out ra khỏi thị trường để họ chi tiêu, chứ họ ít có người là họ đổ tiền vào thị trường đầu tư crypto các bạn. Cho nên là dòng tiền mới mình thấy rằng nó chưa có chảy vào thị trường, và vẫn đang là một cái sự luân chuyển dòng tiền trên thị trường giữa các cái nhóm altcoin mà thôi ha. Và cái tâm lý đám đông thì các bạn thấy rồi, thì sáng nay thì khá là lạc quan khi mà cái cây nến tuần của Bitcoin nó đóng nến là một cái nến tăng và nó nó bao phủ hoàn toàn cái nến giảm tuần trước ha. Và với cái quan điểm của mình thì đây chưa phải là cái setup bullish engulfing, tức là một cái setup mà mang chiều hướng là tăng giá của Bitcoin ha. Bởi vì là mình thấy rằng là volume giao dịch nó vẫn đang rất là thấp và chưa có lực mua nhiều, cũng như là dòng tiền mới nó chưa có chảy vào thị trường, cho nên là thị trường hiện tại nó chưa có cái lực mua mạnh ha. Và mình vẫn đang thấy là cái mô hình hai đỉnh và cái sự phân kỳ đỉnh giảm giá kèm với lại volume giao dịch nó càng ngày càng giảm như thế này, thì các bạn thấy rằng là việc mà Bitcoin mà nó càng có khả năng nó điều chỉnh cũng sẽ khá là cao. Và các bạn thấy là với cái sự phân kỳ mà phân kỳ đỉnh mà rộng như thế này thì các bạn thấy là đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta đang gặp nguy hiểm, Bitcoin nó đang gặp nguy hiểm ở trên khung thời gian tuần ha. Đây là khung thời gian trung và dài hạn. Ok. Và kèm theo đó thì cái áp lực bán nó đang bắt đầu là nó xuất hiện trở lại ha các bạn, từ các cái giao dịch là nạp Bitcoin lên sàn này, và thợ đào cũng đã bắt đầu là bán từ từ cái số lượng Bitcoin họ đang nắm giữ thông qua cái dữ liệu on-chain ha. Thì cái tỷ lệ cái chỉ số Taker Buy Sell Ratio ở trên tất cả các sàn các bạn thấy rằng hiện tại nó đã giảm mạnh, nó đang giảm mạnh ở cái mức là 0,95. Đây là cái mức mà dưới 1 đang cho thấy rằng là áp lực bán nó đang nhiều hơn so với lại áp lực mua ha. Và mỗi khi mà cái chỉ số này nó tăng lên trên 1 tức là lực mua đang rất là mạnh, còn hiện tại thì nó đang ở dưới mức 1, cho nên là hiện tại lực bán nó đang chiếm ưu thế hoàn toàn so với lực mua ha các bạn. Và các bạn thấy là mỗi lần mà Bitcoin nó tăng lên nhưng mà cái chỉ số này nó lại giảm, cho thấy là có một áp lực bán mạnh, và đó là những cái giai đoạn mà thị trường nó đã có những cái dấu hiệu là bán, cho nên là chúng ta thấy rằng là cũng có dấu hiệu là nó tạo đỉnh ha các bạn. Đây các bạn thấy là ở cái khúc mà tầm tháng 4 cho đến tháng 5 thì cái khúc này thì cái chỉ số này liên tục nó giảm xuống dưới 1 này, dưới một cái mức một ở mức cân bằng ha. Thì cho thấy rằng là hiện tại thì đang có một cái áp lực bán mạnh, và mình có theo dõi thì mình vẫn đang thấy rằng là áp lực bán từ những cái địa chỉ ví thợ đào cũng đang bắt đầu bán từ từ ra rồi ha, bán từ từ ra. Và cái lượng dự trữ Bitcoin của thợ đào nó đang giảm, trong 3 ngày gần đây ha các bạn. Và cho thấy rằng là hiện tại thợ đào cũng đã bắt đầu là họ bán ra thị trường chứ họ không có tích lũy thêm ha. Cho nên chúng ta cần lưu ý cái vấn đề này. Ok, tiếp theo sẽ là cái net flow của Bitcoin. Trên các cái sàn thì các bạn thấy rằng là trong 3 ngày gần đây nhất thì các bạn thấy rằng là số lượng Bitcoin được liên tục được nạp lên sàn. Và đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là có một lượng Bitcoin nạp lên sàn để bán ra ha. Cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là đang có một cái áp lực cản, áp lực bán nó đang cản cho giá Bitcoin, và nó không có thể là nó cho Bitcoin nó tăng lên được nữa. Và nó thấy là Bitcoin nó càng tăng giá thì nó nạp lên sàn để nó bán ha. Và hôm qua thì có một cái lượng nhỏ Bitcoin nó rút ròng, đó là 177 Bitcoin được rút ra ha. Con số này thì mình thấy là nó không có lớn đối với cái bức tranh toàn cảnh như thế này. Cho nên chúng ta thấy rằng là hầu hết á, thì giai đoạn gần nhất thì Bitcoin nó đang được nạp ròng, xin lỗi các bạn, nó là nạp ròng liên tục 3 ngày liên tục. Cho nên là chúng ta cần lưu ý với những cái sự kiện như thế này. Và cái lượng Bitcoin dự trữ trên sàn các bạn thấy là nó đang bắt đầu nó tăng lên, nhưng mà nhìn chung về xu hướng thì nó đang ở trong một cái xu hướng giảm ha. Xu hướng giảm này nó đang báo hiệu là Bitcoin nó sẽ còn tăng trong trung hạn ha. Và cái điều này mình thấy rằng là hiện tại thì về phân tích kỹ thuật á, về phân tích data on chain thì nó đang có cái sự mâu thuẫn. Về phân tích kỹ thuật thì nó đang có những cái dấu hiệu mà giảm giá, còn phân tích data on chain cho nên là nó cũng có những cái dấu hiệu mà tăng giá. Cho nên là mình cũng đã nói với các bạn rồi, mình có chia sẻ với các bạn là trong cái giai đoạn này thị trường nó đang 50-50. Cho nên là mình đã chọn cái phương pháp an toàn hơn, đó là mình cash 50% vốn những cái vị thế on-coin ra, nắm giữ các đồng stablecoin để cho mình an toàn ha. Nếu như mà thị trường nó rơi mà nó có cái lực mua lên thì mình sẽ bắt đầu mình vào hàng trở lại. Còn nếu như mà áp lực bán nó mạnh ở trên khung thời gian ngày và khung thời gian tuần á, thì lúc đó là cái thời điểm mà mình chốt hết 50% còn lại. Cho nên là cái việc mà mình phân tích mà nó có cái sự mâu thuẫn ở trong thị trường hiện tại nó cũng bình thường ha các bạn. Ở vì là thị trường nó đang rất là choppy, tức là thị trường nó đang trong cái trạng thái là nó không có nghiêng về tăng và không có nghiêng về giảm, và hai cái này nó đang ngang bằng với nhau và nó có những cái dấu hiệu rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta cần lưu ý là cái lượng dự trữ Bitcoin ở trên sàn nó vẫn đang nằm trong một cái xu hướng giảm. Và mỗi khi mà nó giảm mạnh như thế này thì giá của Bitcoin nó có khả năng nó sẽ hồi lên, nó tăng lên ha, nó tạo một ATH mới. Cho nên chúng ta cần lưu ý. Thì đây là tín hiệu mà cho thấy rằng là Bitcoin nó sẽ tăng trong trung hạn trên dữ liệu on chain. Còn về cái phân tích kỹ thuật thì nó đang cho thấy là những cái dấu hiệu nguy hiểm mà các bạn. Về cái tỷ lệ stablecoin supply thì các bạn thấy là nó đang nằm ở, sau khi mà nó nằm ở cái vùng hỗ trợ ở quanh cái vùng là 8 cho đến 9 thì nó bắt đầu nó tăng lên. Và nó tăng lên thì mình thấy là cái lực này nó không có mạnh ha, nó không có mạnh giống như cái đợt trước này. Các bạn thấy là khi mà nó chạm về đây thì nó tăng lên rất là mạnh và khiến cho giá Bitcoin pump lên rất là nhanh ha. Cái đợt này cũng như vậy, Bitcoin nó cái chỉ số này nó cũng tăng lên nhanh và giá của Bitcoin nó cũng tăng lên rất là mạnh. Và hiện tại thì mình thấy nó đang tăng từ từ. Mình thấy là cái áp lực mua ở trên thị trường hiện tại thì nó đang khá là yếu, bởi vì là cũng có thể là do cái giai đoạn cuối năm, cho nên là các cái quỹ đầu tư họ cũng không có muốn là rót tiền nhiều vào thị trường, cũng như là các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như vậy, họ đang muốn là cash out ra để chi tiêu chứ không có chảy tiền vào thị trường liên tục như vậy ha, như trong năm nay, trong đầu năm nay. Và mình nghĩ rằng là trong quý 1 năm sau, có nghĩa là tháng 1 năm sau á, thì có khả năng là thị trường nó sẽ bắt đầu hồi phục, nếu như mà các cái nhà đầu tư họ bắt đầu họ chảy tiền, họ rót tiền và lại trở lại thị trường rồi các bạn. Cho nên chúng ta cần lưu ý thì chúng ta sẽ mình sẽ phân tích cũng như là cập nhật và sát với giá nhất trên phân tích kỹ thuật và data on chain với các bạn ở trong các cái video hàng ngày. Cho nên các bạn có thể là ủng hộ mình bằng cách là like và subscribe, ủng hộ cho kênh của mình ha. Ok, tỷ lệ stablecoin supply thì mình thấy là nó đang nằm ở trong cái xu hướng tăng và nó đang sau khi mà nó tiếp cận cái vùng hỗ trợ này thì nó bắt đầu nó tăng lên. Đây cũng là một cái dấu hiệu tốt. Video này được đồng hành cùng Coin98 Wallet. Đây là ví multi-chain dùng để lưu trữ tiền mã hóa được đánh giá tốt nhất hiện nay, hỗ trợ lưu trữ coin và token lên đến 30 chain khác nhau. Trên ví Coin98, các bạn có thể swap mua bán token nhanh chóng, tiện lợi và còn nhận được điểm thưởng ở mỗi lệnh swap đó. Điểm thưởng sẽ dùng để nhận những phần quà đến từ Coin98. Các bạn có thể tìm hiểu, tải về Coin98 Wallet trên App Store hoặc Google Play và nhập mã giới thiệu ở dưới phần mô tả video để ủng hộ kênh nhé. Tiếp theo sẽ là chỉ số Open Interest trên các cái thị trường phái sinh. Thì các bạn thấy rằng là chỉ số này nó đang bắt đầu nó tăng lên và nó có sự tương quan với lại tương quan thuận với lại giá của Bitcoin. Khi mà chỉ số này nó tăng thì giá của Bitcoin cũng sẽ tăng theo và ngược lại ha. Và các bạn thấy rằng là hiện tại thì mỗi khi mà chỉ số này nó tăng lên cho thấy là các trader đã bắt đầu là quay trở lại thị trường và mở nhiều hơn các cái vị thế long và các cái vị thế short ở trên thị trường phái sinh ha. Và các bạn thấy rằng là hiện tại thì nếu như mà nó tiếp tục nó tăng lên thì khả năng giá của Bitcoin nó cũng sẽ bắt đầu nó tăng lên và chúng ta cần lưu ý như vậy. Và hầu hết trên thị trường thì mình thấy rằng là những cái vị thế mà sử dụng đòn bẩy cao á, nó đang khiến cho cái chỉ số là leverage của các cái vị thế đó nó đang rất là cao, nó cao hơn hẳn cái việc mà từ cái lúc mà giá của Bitcoin nó quanh cái vùng là 58.000 thì chỉ số này là ở cái mức là 0.19 thì hiện tại thì nó cũng đã vượt luôn rồi, và đây có khả năng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là thị trường nó sẽ biến động trong thời gian sắp tới, có khả năng là sẽ biến động rất là mạnh và kèm với lại cái xu hướng chính trong ngắn hạn hiện tại đang là xuống giảm nữa, cho nên là mình vẫn được coi là rất là phân vân ở trong cái giai đoạn thị trường hiện tại ha. Hiện tại thì mình cũng không có view mà được coi là không có view mà nó chính xác, khả năng xác suất cao được. Hiện tại thì nó đang rất là trùng lập ha các bạn. Ở trong các cái xu hướng ngắn hạn á, thì 01 giờ, 04 giờ vẫn đang nằm trong cái xu hướng là giảm, còn 0 ngày á, thì nó vẫn đang nằm trong cái xu hướng là xuống tăng và khung tuần cũng như vậy ha. Nhưng mà khung tuần thì nó đang có tín hiệu bearish, tức là mô hình hai đỉnh và cái sự phân kỳ đỉnh giảm giá kèm với volume giao dịch nó càng giảm giá, nó càng giảm mà các bạn. Ok. Và tiếp theo sẽ là cái chỉ số mà exchange spend output profit ratio, tức là cái tỷ lệ lợi nhuận mà đã được chi tiêu ở trong đã được điều chỉnh luôn ha các bạn. Đây là cái chỉ số mà cho thấy là nó tracking từ những cái địa chỉ ví mà tồn tại hơn 1 giờ đã được điều chỉnh rồi đó. Thì các bạn thấy rằng là mỗi lần mà cái chỉ số này nó càng biến động, ví dụ như ở đây nó càng biến động, thì nếu như mà nó biến động ở trên cái mức 1 thì lúc đó thì có một cái lượng lớn các cái giao dịch đã bán ra ở cái mức là chốt lời ha. Còn nếu như mà nó có cái sự là giảm xuống và nó ở dưới cái mức 1 thì nó cũng có sự biến động mạnh như thế này, thì đang có một cái những cái giao dịch mà bán ra nhưng mà bán cắt lỗ thôi các bạn, cho nên chúng ta cần lưu ý. Thì hiện tại thì sau hai cái đợt ở đây này, ở đây là một đợt này thì có sự biến động rất là mạnh ở đây, và đây là có một cái đợt bán ra để chốt lời của các cái nhà đầu tư. Chúng ta sẽ follow theo những cái việc đó ha. Hiện tại các bạn thấy này, gần đây nhất cũng có một đợt bán chốt lời ở quanh cái vùng giá là 69.000 và ở quanh các cái vùng là 64.000 ha. Thì chúng ta thấy là có một lượng lớn các cái nhà đầu tư họ cũng đã bắt đầu là họ bán ở quanh cái khúc này, cho nên ta thấy là nếu chúng ta follow theo những cái chỉ số on chain này, chúng ta cũng đi lần theo được cái dấu chân của các cái ví cá voi hay các bạn, cũng như là trên thị trường. Và mình thấy là trong giai đoạn này thì thị trường nó cũng chưa có cái việc là bán chốt lời cũng như là bán cắt lỗ ra. Thì chỉ số này hiện tại đang ở cái mức là trên 1, đó là hiện tại nếu như mà có sự biến động mạnh lên phía trên thì sẽ là có cái việc là bán ra để chốt lời, còn nếu như mà nó giảm mạnh xuống thì nó sẽ có cái việc đó là thị trường đang bắt đầu là bán ra để cắt lỗ ha. Cho nên chúng ta cần lưu ý với cái chỉ số như thế này. Đây là tỷ lệ lợi nhuận đầu ra, tức là tỷ lệ mà các cái giao dịch mà của các nhà đầu tư họ bán ra ha các bạn. Ok. Và cái lượng Bitcoin dự trữ bởi các cái thợ đào hiện tại thì nó bắt đầu nó đang giảm dần, cho nên là mình thấy rằng là có cái sự chuyển đi số lượng Bitcoin từ các cái ví thợ đào đến các cái địa chỉ ví mà mua bán OTC hoặc là bán lên sàn ha, chuyển lên sàn để bán. Ok. Và nhằm để khuấy động cái không khí những ngày cuối năm thì team mình Merchant ATM tổ chức cái sự kiện đó là Merchant ATM Merry Christmas and New Year Party với cái giải thưởng. Hiện tại các bạn thấy rằng là giải thưởng này lên đến là 1.000 đô ha, 1.000 đô. Và hiện tại thì giải thưởng này nó rất là hấp dẫn, và cái sự kiện này diễn ra để nhằm tri ân và cảm ơn cái sự ủng hộ của anh chị và các bạn cho cái đội ngũ của team Merchant ATM. Và 1.000 đô này thì sẽ được chia làm 3 hạng mục giải thưởng, và tổng giải thưởng là 1.000 đô, và 500 đô đầu tiên sẽ được chia đều cho 50 bạn là may mắn nhất, và mỗi bạn sẽ được là 10 đô ha. Và 350 đô sẽ được chia đều cho top chat hay các bạn, và những bạn đó là tương tác rất là tốt ở trên group chat của Telegram của Merchant ATM. Còn 150 đô còn lại sẽ chia đều cho 5 bạn có lượt 10 bạn bè tham gia cái sự kiện này thông qua Gleam, mỗi bạn là 30 đô ha. Và cái sự kiện này hiện tại nó đang diễn ra và nó kết thúc vào ngày 3 tháng 1 ha, 11 giờ 59 phút tối ngày 3 tháng 1 ha các bạn. Anh chị và các bạn có thể là vào cái bài viết này để tham gia ha. Các cái bước tham gia sẽ rất là dễ thôi. Có 7 bước và rất là dễ thôi ha các bạn. Cho nên các bạn có thể là vào và tham gia. Ok, thì link bài viết này thì mình sẽ để dưới phần bình luận của video để các bạn có thể là tham gia ha. Và cái giải này thì mình thấy là tương đối là lớn và cái số lượng mà cái tỷ lệ xác suất mà chúng ta trúng thưởng á, sẽ rất là cao, cho nên chúng ta có thể vào được và tham gia được ha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ phân tích kỹ thuật của Bitcoin. Thì các bạn thấy rằng là trên khung thời gian ngày á, thì Bitcoin nó đã bắt đầu nó xác nhận là nó đã phá qua cái đường trend line giảm này rồi, hai cái đường trend line giảm này, bằng cái việc là nó đóng nến vượt ngoài cái hai cái đường trend line này. Và nhưng mà mình thấy rằng là cái volume giao dịch đó, nó không có cái gì đặc biệt, bởi vì là volume giao dịch ở đây nó đang rất là thấp, nó chưa có sự bùng nổ ha, nó chưa có sự bùng nổ. Và ngồi cái tín hiệu đó là giá nó liên tục nó vượt qua cái đường trend line giảm, cũng như là RSI nó đã break out khỏi cái đường trend line giảm của RSI rồi, thì nó khả năng này nó sẽ tiếp tục nó hồi lên. Nó hồi lên thì mình nghĩ rằng nó sẽ hồi lên quanh cái vùng Fibonacci 0.5 và 0.618 của cái con sóng giảm vừa rồi, đó là quanh cái vùng 53 cho đến 57.000 đô. Thì lúc đó là cái giai đoạn mà các cái phe bán á, họ sẽ lao vào để họ bán, cũng như là những trader mà mở các hợp đồng short á, thì họ sẽ short rất là mạnh ở trong cái giai đoạn thị trường hiện tại ha. Đó là cái lúc mà giá nó chạm cái vùng 53 cho đến 57 ha các bạn. Ok, tiếp theo thì các bạn thấy rằng là nếu như mà nó lên đây, tiếp tục nó lên đây và nó xuất hiện những cái áp lực bán mạnh ở trên cái vùng Fibonacci này, thì mình nghĩ rằng nó đã hình thành nên một cái việc, đó là nó hình thành nên một cái vai phải của cái mô hình vai đầu vai ở đây ha. Vai này, vai trái này, đây là đầu và đây là vai phải. Và nếu như mà nó hình thành nên một cái vai phải ở đây, thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta thoát hàng, thoát những cái vị thế còn lại. Còn nếu như mà nó vượt lên tiếp, nó tăng tiếp, nếu như mà trường hợp nó tăng tiếp thì như thế nào? Nếu như trường hợp nó tăng tiếp thì mình sẽ bắt đầu là mình tiếp tục mình hold, và mình sẽ tìm những cái đồng altcoin nó đang tiếp tục nằm trong các cái vùng entry để mình mua vào trở lại ha. Thì đó là cái chiến lược của mình. Còn hiện tại thì mình thấy rằng là thị trường nó đang rất là 50-50, cho nên là mình đã chọn cái phương pháp an toàn mà mình đã chốt 50% các cái vị thế ha. Ok, thì đó là cái chiến lược của mình. Mọi cái phân tích của mình á, chỉ mang cái đó là yếu tố thông tin tham khảo và chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình thôi, và có thể đúng hoặc là có thể sai ha. Quyết định là nằm trong tay của anh chị và các bạn, và video này không phải là lời khuyên đầu tư chính hay các bạn. Ok, và trên khung thời gian 4 giờ thì mình muốn phân tích đó là cái xu hướng giảm của Bitcoin. Nó vẫn đang nằm trong xu hướng giảm và nó chưa có cái sự là xác nhận là nó phá vỡ cái xu hướng giảm này. Và các bạn thấy là cái mô hình tam giác giảm nó đã bắt đầu là nó phá lên và nó đang muốn tăng lên, nó hoàn thành cái target của cái mô hình này. Và cái target của cái mô hình này là quanh cái vùng là 54.900 cho đến 55.000 đô. Nếu như mà nó lên đây mà nó có một cái áp lực mua mạnh nữa thì nó sẽ phá luôn cái vùng lý thuyết đao giảm này, đó là vùng 58.600 cho đến 60.000 đô. Đây là cái vùng mà được coi là cái vùng mà đóng vai trò là chuyển xu hướng của Bitcoin ha, chuyển xu hướng từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Và nếu như giá Bitcoin nó vượt qua được cái vùng 58.600 đô này thì giá của Bitcoin nó sẽ tăng rất là mạnh và đi vào cái xu hướng tăng ha. Lúc đó thì mọi cái sự coi là cái sự phân tích của mình đó, nó sẽ xác nhận rõ ràng hơn về cái việc uptrend nó được duy trì của Bitcoin ha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy rằng là giá của Bitcoin nó đang bị ngưng và nó đang bị áp lực bán ở đây rất là nhiều này. Giá nó liên tục nó tạo đỉnh sau, nó cao đỉnh trước này, thì nhưng mà RSI nó tạo đỉnh sau, nó thấp đỉnh trước. Và chúng ta zoom vào khung thời gian nhỏ hơn, chúng ta sẽ thấy được cái sự phân kỳ này nó đã có tác dụng như thế nào. Thì các bạn thấy rằng cái sự phân kỳ nó diễn ra như thế này. Giá nó liên tục tạo đỉnh sau, nó cao đỉnh trước này, RSI nó tạo đỉnh sau, nó thấp đỉnh trước, và nó chạm đúng 5 nhịp ha, 5 nhịp. Và giá của Bitcoin nó đã rơi là 4,5%, là nó rơi 2.347 đô thôi các bạn. Hiện tại thì nó bắt đầu nó hồi lên, nhưng mà mình thấy rằng nếu nó hồi lên thì mình sẽ tiếp tục cho cái việc là mình bán khống, mình short Bitcoin ha, nếu như mà nó có cái setup giảm rõ ràng ha các bạn. Cho nên chúng ta cần lưu ý thì hiện tại xu hướng chính trên khung 4 giờ và 1 giờ ngắn hạn vẫn đang là giảm, cho nên là mình ưu tiên những cái vị thế short nhiều hơn so với những cái vị thế long ha. Về vốn hóa của thị trường thì các bạn thấy là vốn hóa trên khung thời gian trung hạn, khung thời gian ngày vẫn đang là một cái xu hướng tăng, và các bạn thấy là cái vùng lý thuyết đao tăng này nó vẫn đang được duy trì rất là tốt. Và nếu như cái vốn hóa thị trường trong những ngày sắp tới nó vượt được cái đường trend line giảm này và nó vượt qua được cái mức giá mà giá mở cửa của cái nến giảm mạnh này á, thì cái vốn hóa thị trường sẽ bắt đầu nó bullish tiếp ha. Và tốt nhất là RSI nó cũng sẽ break out được cái đường trend giảm này, thì thị trường nó sẽ bắt đầu nó tăng lại rất là mạnh, và chúng ta cũng cùng chờ xem ha. Và mình cũng đang thấy là cái gap CME nó đang tồn tại, cho nên là mình muốn cảnh báo với các bạn, chứ không có cái ý đó là nó sẽ giảm để nó về nó lắp cái gap ha. Mình cảnh báo với các bạn đó là hiện tại thị trường vẫn đang rất là 50-50, cho nên là mọi cái quyết định của chúng ta nó sẽ nghiêng về cái chiều hướng là chúng ta giữ tiền so với cái việc chúng ta kiếm tiền trong cái giai đoạn này ha các bạn. Thị trường hiện tại nó đang rất là khó để chúng ta kiếm tiền, chứ cái việc mà kiếm tiền trong cái giai đoạn này thì nó không phù hợp với cái chiến lược đầu tư của mình. Còn chiến lược đầu tư của các bạn thì như thế nào á, thì các bạn có thể là comment ở dưới phần bình luận của video để có mình có thể là mình biết quá nha, chia sẻ với mình đó. Ok. Và mình thấy rằng là cái gap hiện tại nó đang xuất hiện ở hai cái vùng, đó là 24 và 33.000, giống như là mọi cái phân tích trước, và nó đang có cái sự phân kỳ định giảm giá, và các cái khoảng gap trước nó đều được lắp rồi các bạn. Cho nên là những cái xác suất mà nó lắp như thế này thì mình cũng thấy là cũng tương đối là cao, cho nên là mình muốn thông báo và cảnh báo với các bạn ha. Ok, thì nó sẽ có những cái dấu hiệu như vậy. Còn hiện tại thì thị trường nó đang được coi là nó bắt đầu nó hồi phục, bởi vì là on-coin nó đã bắt đầu hồi phục với các bạn. Và như vậy cho nên là mình thấy rằng là tâm lý đám đông á, nó đã bắt đầu là nó lạc quan trở lại trên thị trường. Và mỗi khi mà thị trường nó tâm lý đám đông mà nó lạc quan như thế này thì cũng là điều rất là tốt, nhưng mà chúng ta nên cần áp dụng giữa phân tích kỹ thuật và phân tích data on-chain nữa ha. Phân tích on-chain và phân tích kỹ thuật hiện tại nó đang có cái sự mâu thuẫn, cho nên là nó gây ra cái trường hợp đó là 50-50 ở trên thị trường, và nó di chuyển rất là khó. Cho nên là chúng ta cần lưu ý là chúng ta ở cái pha trung lập, cho nên là mình đã nghiêng về cái chiều hướng là mình chốt lời 50%, chốt 50% các cái vị thế của mình ha. Ok, và video này của mình đến đây kết thúc, và hy vọng là mình đã mang đến những cập nhật bổ ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành 5 giây để nhấn like và subscribe ủng hộ cho kênh mình ha. Và các bạn cũng có thể là comment những cái đồng altcoin mà các bạn đang hold và những cái quan điểm đầu tư của các bạn ở dưới phần bình luận để mình có thể là tham khảo ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong các cái video sắp tới.